Chủ doanh nghiệp ở Bắc Cạn ấy khôn ngoan thì trả ngay cái biển số xe ngũ chín nha, 5 số 9 cho Huấn Hoa Hồng. Đó là gì? Đó là uy tín nha, đó là uy tín. Nếu như mà không trả cái biển số cho Huấn Hoa Hồng, mình tin rằng tất cả sự nghiệp của doanh nghiệp Bắc Cạn này sẽ phá sản. Thưa các bạn, uy tín phải đặt lên hàng đầu nhá. Mà Huấn Hoa Hồng là có một cái sự ảnh hưởng cực kỳ lớn ở xã hội, chỉ cần nhá Huấn đưa ra những cái mà cái doanh nghiệp này không uy tín, thưa các bạn rằng cái mình tin cái doanh nghiệp này sẽ phá sản, tại vì không ai người ta sẽ làm ăn với cái doanh nghiệp này, mà là phải chữ tín chứ. Ông đừng có nên lừa cả Huấn Hoa Hồng cái vụ quay biển số xe mà 500 triệu đó, không ăn được đâu, không nên ăn nếu như còn tồn tại. Nếu ông muốn tồn tại nhá thì hãy gặp Huấn Hoa Hồng và thương lượng, sau đó đưa lên những cái video cho nó đàng hoàng, chỉnh trang lại mà lấy lại uy tín. Tưởng nuốt 500 triệu của Huấn Hoa Hồng là không yên đâu, doanh nghiệp ông phá sản, ông có giàu cỡ mấy ông cũng phá sản, ông đi lấy xù cho ông đi dôn roi ông cũng phá sản nhé. Đó là suy nghĩ của mình như thế, suy nghĩ của các cháu các bạn như nào cho mình biết nhé. Mình tin rằng doanh nghiệp này sẽ không nuốt trôi cái biển số 500 triệu của Huấn Hoa Hồng đâu nhé, 5 số 9 nha các bạn nha. Chào các bạn, xin ý kiến nha mọi người.